được cái này, cái này yên tĩnh trong lành. Nhưng mà đời sống người dân đây kém, đời sống người dân đây kém, dân trí là kém, nó đang thân thiện đấy. Nhưng mà ở đây cũng ấy nhỉ, đi xe chắc vẫn đội mũ bảo hiểm nhỉ. Ừ, anh đấy cũng là đội mũ bảo hiểm đâu. Từ lúc anh lên trên này anh không đội mũ bảo hiểm luôn. Anh ở quê nhá, anh đội mũ bảo hiểm ngoan anh cực. Ở Hà Nội chính xác nhá, công an đâu không chặt bằng Hải Phòng đâu. Em biết thằng Hải Phòng nhá, là ở công an nó được làm cho phúc tôi mà. Món ăn gọi món ăn tinh thần của người dân Hải Phòng là cái gì ạ? Là bị phạt tiền đấy. Món tinh thần áp lực ăn cái món đấy đúng kiểu là xót xa luôn đấy. Còn xót hơn là em ăn nhầm món. Ví dụ em ăn phải cái món không ngon, những cái xạ không được ăn, nhưng lại mất tiền làm nó phút tua mà. Chẳng nó có cái bảo, chẳng nó có bảo phút tua ấy. Thế về sau hình như thằng này hình như là cái bọn nào của thằng Hải Phòng ấy, một cái pet khác của Hải Phòng ấy, nó gắn thêm một cái món ở dưới là món công an Hải Phòng. Các bạn đi món này thì nó sẽ không có giá, nó sẽ tùy thuộc vào mức độ phạt của bạn, nó không có giá. Thế bảo hình như là cao nhất thì như là nếu không giấy tờ chắc tầm hơn 2 triệu. Nó không giấy tờ. Xe không giấy tờ á? Ừ, bình thường xe em đi em thuê chúng nó sẽ đưa giấy tờ cho em mà. Nó sẽ thu chứng minh của em và đưa em cái giấy tờ xe. Còn bằng lái xe với cả bảo à nó thêm bảo hiểm nữa. Còn bằng lái xe thì em cứ tự có, còn không có thì là kia.